tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin sáng ngày 20 tháng 7 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Cảnh báo nắng nóng ở tỉnh Ontario, Quebec, Manitoba và Saskatchewan cùng dự báo dông bão. Ở các tỉnh phía Tây của Canada thì đang phải đối mặt với nhiều trận cháy rừng trong thời tiết khô nóng. Thủ tướng Trudeau nói rằng, Nga đang cố gắng chia rẽ các đồng minh phương Tây về vấn đề tua Uống rượu rủi ro cho người trẻ tuổi nhưng lợi ích cho người lớn tuổi, theo nghiên cứu thế giới mới thách thức các hướng dẫn về tiêu thụ rượu. Tỉnh Alberta mở rộng điều kiện của liều tiêm vaccine tăng cường thứ hai cho tất cả người lớn. Một người phụ nữ tỉnh BC giành được khoản bồi thường 1.200 đô la từ Air Canada sau khi hành lý bị chậm 2 ngày. Khán giả thương tiếc trước tin ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga, qua đời. Đợt nắng nóng kỷ lục đang thiêu đốt Tây Âu, Cuộc chiến ở Ukraine, Nga đang lên kế hoạch thông tính đất nước Ukraine, theo Mỹ cho biết. Bị nhiễm Covid-19 làm tăng dấu hiệu bệnh tiểu đường và bệnh tim. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh mở đầu với phần tin Canada. Cảnh báo nắng nóng ở Ontario, Quebec Manitoba, Saskatchewan, cùng với các dự báo dông bão. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo nắng nóng tại 4 tỉnh vào ngày thứ ba, bao gồm Ontario, Manitoba, Saskatchewan và Quebec. Môi trường Canada cho biết, nhiệt độ có thể lên tới mốc 30 độ C ở các khu vực phía Tây Bắc và Đông Bắc Ontario và cộng với yếu tố độ ẩm sẽ làm cho nhiệt độ thực tế giống như là 34 hoặc là 35 độ C. Tại thành phố Toronto, bảy hồ bơi công cộng sẽ mở cửa cho đến khoảng nửa giờ đêm để giúp cho người dân giải nhiệt trong thời gian cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm có thể khiến cho các khu vực ở phía nam của tỉnh Quebec có nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Một đợt không khí lạnh di chuyển qua tỉnh cũng có thể gây ra mưa rào và giông. Ngoài ra, cảnh báo nhiệt còn được áp dụng ở trên khắp khu vực ở phía bắc của Manitoba, nơi mà các vụ cháy rừng đã dẫn tới các thông báo về chất lượng không khí giọt khói Môi trường Canada cũng đã ban hành một tuyên bố về chất lượng không khí cho khu vực xung quanh Lytton, tỉnh PC, nơi mà một trận cháy rừng lớn đã lan rộng tới 20 km vuông. Trong khi đó, thì các khu vực ở phía nam của Manitoba có thể sẽ có những trận dông bão nghiêm trọng vào ngày thứ ba, tạo điều kiện cho các khả năng xảy ra lốc xoáy. Các tỉnh ở phía Tây của Canada đang phải đối mặt với nhiều trận cháy rừng trong thời tiết khô và nóng các tỉnh ở phía Tây của Canada đang đối phó với các vụ cháy rừng do thời tiết ấm hơn và khô hơn. Tại tỉnh BC thì Wildfire Service đang theo dõi đám cháy tại Nohomin Creek, rộng hơn 20 km vuông và đang cháy ngay phía Tây của làng Lytton. Cơ quan này cho biết do độ ẩm thấp khiến cho các thứ bị khô làm bùng phát ngọn lửa đã cháy trong thời gian trước đây trong tuần và đã phá hủy ít nhất 6 căn nhà. Lytton đã bị sang bằng trong một trận hỏa hoạn tương tự vào năm ngoái và nhiều cư dân đã phải di tản vào năm 2021 mà vẫn chưa có thể quay trở lại về nhà. Cơ quan phòng cháy rừng Manitoba cho biết, nhiệt độ và thời tiết nắng nóng đã gây ra 45 vụ cháy rừng ở tỉnh, với vụ cháy lớn nhất là ở phía đông, nơi có tên là Matthias Column Clear Nation. Có đến khoảng 230 km vuông đã bị đốt cháy, và cộng đồng Kutkatawakon gần đó đã được di tản thủ tướng trudeau cho biết nga đang cố gắng chia sẻ các đồng minh phương tây về vấn đề binh. thủ tướng justin trudeau vẫn giữ vững quyết định của canada là gửi các tubin của nga đã sửa chữa trở lại cho đức bất chấp việc tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định rằng động thái này vi phạm các lệnh trừng phạt phát biểu với các phóng viên hôm thứ ba thủ tướng trudeau cho biết quyết định trả lại tubin là khó khăn nhưng mà đúng đắn Nga sẽ không thành công trong việc vũ khí hóa năng lượng của mình hoặc là chia rẽ các đồng minh giữa chúng ta. Chúng tôi tập trung vào sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau nói, quyết định này là một quyết định khó khăn nhưng mà nó là một quyết định đúng đắn để bảo đảm rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh chống lại cuộc chiến bất hợp pháp của Putin nhằm hỗ trợ Ukraine. Vào đầu tháng này, Canada đã miễn trừ các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ukraine được ban hành đối với Nga việc miễn trừ 2 năm sẽ cho phép 6 tu năng lượng của Siemens đã được sửa chữa ở Montreal được trả lại Đức để được sử dụng trong đường ống Nord Stream 1 thuộc sở hữu của nhà nước Nga. Vào ngày 17 tháng 7, Canada đã có chuyến bay để gửi một tu pin cho đường ống dẫn khí Nord Stream tới Đức. Châu Âu là nơi có các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga đã bị cắt giảm nguồn điện do cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài. Đường ống hiện nay đã hoàn toàn ngưng hoạt động để bảo trì hàng năm theo kế hoạch, nhưng mà đã có những lo ngại rằng Nga có thể kéo dài công việc này quá ngày hoàn thành dự kiến, đó là ngày 21 tháng 7. Một động thái có thể gây nguy hiểm cho các kế hoạch dự trữ khí đốt của châu Âu trước những tháng mùa đông lạnh giá. Các quan chức trong lĩnh vực năng lượng của Đức cho rằng chi phí năng lượng của hộ gia đình của nước này có thể tăng gấp 3 lần khi mà nguồn cấp khí đốt của Nga cạn kiệt Điều mà họ cảnh báo có thể gây ra bất ổn xã hội. Thủ tướng Justin Trudeau công bố kế hoạch bảo vệ đại dương số 2. Thủ tướng Justin Trudeau đã có mặt trên Bowen Island vào sáng thứ ba để đưa ra thông báo về kế hoạch bảo vệ đại dương của chính phủ liên bang. Thủ tướng Trudeau đã công bố giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, gọi nó là bản số 2, cùng 2 tỷ đô la tài trợ khác được phân bổ cho dự án. Thủ tướng nói Chúng tôi sẽ hành động để chống lại các mối đe dọa đối với an toàn biển và hệ sinh thái và chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ đối tác với những người bản địa. Trong hành trình bảo vệ những hệ sinh thái phi thường này, kế hoạch này cũng bao gồm chiến lược biển Salish, thứ mà Thủ tướng Trudeau cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái, trong khi tôn trọng các quyền và kiến thức truyền thống của người bản địa và hiệp ước vào chiều thứ ba, Thủ tướng Trudeau đã ở North Vancouver, nơi ông đến thăm một nhà trẻ. Thủ tướng Trudeau cũng đã có mặt tại trung tâm Okanagan trong một chuyến thăm nhanh vào thứ hai, thực hiện một số điểm dừng dọc theo chuyến tham quan. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng ở Kelowna, tỉnh BC kể từ năm 2017. Hệ thống y tế đã sụp đổ khi các bệnh nhân tăng cao đã đóng cửa các phòng cấp cứu. Với nhu cầu tăng cao buộc các phòng cấp cứu phải đóng cửa trên toàn quốc, các bác sĩ tuyến đầu cho biết cần có thêm sự trợ giúp ngay lập tức trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn tiến sĩ raku vanugopo là một bác sĩ phòng cấp cứu ở toronto nói rằng ông tin rằng hệ thống y tế không phải đang sụp đổ mà đúng hơn là nó đã sụp đổ rồi ông nói các y tá và các bác sĩ trên khắp ontario và canada những người đang làm việc trong các khoa cấp cứu đang rất thất vọng trước tình cảnh mà bệnh nhân và gia đình phải đối mặt hàng ngày thời gian chờ đợi rất lâu các y tá bị choáng ngợp bởi số lượng các nhiệm vụ mà họ được yêu cầu thực hiện các phòng cấp cứu của bệnh viện trên khắp đất nước từ vancouver island đến newfoundland đã phải tạm thời đóng cửa trong mùa hè này tại tỉnh alberta đã có 19 trường hợp gián đoạn ở các cơ sở chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu kể từ đầu tháng 6, một số trường hợp đóng cửa phòng cấp cứu đã diễn ra ở các bệnh viện nông thôn nhỏ hơn, chẳng hạn như là bệnh viện Dr. Hamkin Memorial ở Clearwater, tỉnh BC, nơi đã trải qua hơn 20 lần đóng cửa trong năm nay. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở các vùng nông thôn. Năm chủ nhật, bệnh viện nhi Montreal đã tạm thời buộc phải chuyển bệnh nhân đi do quá đông. Ở tỉnh BC, Nơi bốn bệnh viện Interior đã thông báo chuyển hướng tạm thời vào cuối tuần, những người cần chăm sóc khẩn cấp đã phải gọi 911 và được chuyển sang khu vực cấp cứu gần nhất. Tỉnh Ontario đã chi ít hơn 7,2 tỷ đô la so với kế hoạch, dự kiến thâm hụt nhỏ hơn. Cơ quan giám sát tài chính của tỉnh Ontario đang dự báo một mức thâm hụt thấp hơn dự kiến ban đầu là 5,4 tỷ đô la do các khoản chi tiêu cho các chương trình thấp hơn dự kiến. Trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Ba, Văn phòng Trách nhiệm Tài chính FAO cho biết họ đã tính được con số thâm hụt là 8,1 tỷ đô la sau khi xem xét chi tiêu của chính phủ và nhận thấy rằng tỉnh đã chi ít hơn 7,2 tỷ đô la so với kế hoạch. Chính phủ bảo thủ cấp tiến do thủ hiến đất Ford lãnh đạo đã dự kiến thâm hụt 13,5 tỷ đô la trong ngân sách gần đây nhất được công bố vào tháng 4. Doanh thu cao hơn dự kiến đã đóng góp một phần vào dự báo thâm hụt thấp hơn cơ quan giám sát cho biết doanh thu ước tính của họ trong năm tài chính 2021-2022 cao hơn 1,6 tỷ đô la với ước tính của chính phủ. Ngoài ra thì còn có 1,8 tỷ đô la còn lại trong các quỹ dự phòng chưa được phân bổ từ năm tài chính trước. Văn phòng trách nhiệm tài chính FAO cũng cho biết điều đó sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách của tỉnh và nợ ròng. Giám đốc trách nhiệm tài chính Peter Waldman cho biết sự khác biệt trong số liệu thâm hụt có thể là do tính chất khó lường của đại dịch vì các dự báo kinh tế đã lên xuống trong hai năm qua. Nhưng trong khi đại dịch có thể giải thích cho những con số của năm nay, ông Weltman lưu ý rằng, việc chính phủ chi tiêu dưới mức dự kiến quá đáng kể cũng là một điều cần lưu tâm nếu nó trở thành một xu hướng lâu dài. Alberta mở rộng điều kiện của liều vaccine tăng cường thứ hai cho tất cả người lớn. Tất cả những người Alberta trưởng thành sẽ sớm được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ tư, theo một thông báo hôm thứ Ba Alberta đang mở rộng khả năng tiếp cận với liều vaccine tăng cường thứ hai. Bắt đầu vào ngày thứ tư, thì người dân Alberta từ 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn để tiêm liều tăng cường thứ hai của vaccine mRNA 5 tháng trở lên sau khi nhận liều tăng cường đầu tiên. Người dân có thể đặt lịch hẹn trực tuyến bằng cách sử dụng hệ thống đặt tiêm phòng vaccine của Alberta hoặc là gọi số 811. Người dân cũng có thể sử dụng phương pháp walk-in tại một số hiệu thuốc được chọn tỉnh cho biết trong một thông cáo với báo chí. Những người Alberta đã tiêm một liều vaccine Janssen ít nhất 2 tháng trước cũng đủ điều kiện để nhận một liều bổ sung. Tuy nhiên, do nguồn cung có hạn, chỉ có thể đặt lịch hẹn để tiêm Janssen bằng cách gọi tám một bọc. Một người phụ nữ ở tỉnh BC đã giành được khoản bồi thường 1.200 đô la từ Air Canada sau khi hành lý bị chậm 2 ngày. Vào tháng 9 năm 2021, Jessica Kalen đã đến Dubai trong một chuyến du lịch kéo dài 6 ngày. Tuy nhiên, hành lý của cô ấy đã không đến đó cho đến tận 2 ngày sau đó. Air Canada đã đề nghị bồi thường cho cô Kalen 500 đô la, nhưng mà cô đã đệ đơn lên, lên tòa án dân sự ở tỉnh PC và yêu cầu thêm tiền trang trải chi phí của mình. Và tuần trước thì tòa án đã phán quyết có lợi cho cô ấy. Trong tranh chấp, cô Kalen đã lập luận rằng cô nên được hưởng 2.120,67 đô la cho tất cả các món đồ mà cô cho rằng mình đã bắt buộc phải mua ở Dubai trong khi cô ấy chờ hành lý. Vì Air Canada đã trả 500 đô la nên cô ấy đã đòi thêm 1.620,67 đô la. Do hành lý của cô bị trễ, cô Helen đã mua các mặt hàng trị giá hơn 2.000 đô, bao gồm cả 4 đôi giày, 6 chiếc quần, 5 chiếc áo, một bộ đồ tắm, hai áo ngực, hai quần lót, một bịch vớ và đồ vệ sinh cá nhân theo trang phán quyết bằng văn bản của tòa án. Cô Helen đã trình bày với tòa án rằng cô cần quần áo vì chuyến đi của cô bao gồm một hội nghị công việc và một buổi tối chuyên nghiệp tại một nhà hàng cấp cao và cô cũng cần đồ tập gym. Trong khi đó, Air Canada lại lập luận rằng các khoản chi phí là quá mức và thành viên tòa án là Shelly Lopez đã đồng ý ở một mức độ nào đó. Tòa án cho rằng việc cô Kalin phải mua thêm quần áo là điều có thể hiểu được, nhưng mà cô lại không giải thích được là tại sao cô lại cần đến tận 5 chiếc áo và 6 chiếc quần. Nhưng rồi cuối cùng, tòa án vẫn cho rằng Air Canada cần bồi thường nhiều hơn và họ được yêu cầu trả thêm 700 đô la tiền bồi thường ngoài 500 đô la mà hãng hàng không đã trả. Uống rượu rủi ro cho người trẻ nhưng mà lợi ích cho người lớn tuổi. Một nghiên cứu thế giới mới thách thức các hướng dẫn về rượu. Một nghiên cứu đầu tiên trên thế giới xem xét mức độ tiêu thụ rượu đã phát hiện ra rằng những người dưới 40 tuổi có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu mà họ uống nhiều hơn một vài ngụm bia hoặc là rượu mỗi ngày và đồng thời khuyến cáo những người trẻ tuổi thì không nên uống rượu. Những phát hiện này là một phần của nghiên cứu có tên là Gánh nặng bệnh tật toàn cầu Global Burden of Disease, viết tắt là GBD, là một chương trình nghiên cứu toàn diện được bắt đầu vào năm 1990 bởi Ngân hàng Thế giới, The World Bank, nhằm đánh giá tình trạng khuyết tật và tử vong trên quy mô toàn cầu. Đây là một nghiên cứu đầu tiên về việc tiêu thụ rượu giúp phân chia rủi ro theo khu vực địa lý, độ tuổi, giới tính và năm. Nghiên cứu báo cáo rằng thanh thiếu niên từ 15 cho tới 39 tuổi chỉ đối mặt với các rủi ro về sức khỏe chứ không có lợi ích khi uống rượu, thế mà họ cũng là đối tượng có nhiều khả năng uống quá mức. Sử dụng một bộ dữ liệu khổng lồ trên 204 quốc gia để xem xét kết quả sức khỏe của nam giới và phụ nữ từ 15 cho tới 95 tuổi, từ năm 1990 cho tới năm 2020, các nhà nghiên cứu có thể ước tính là lượng rượu trung bình hàng ngày gây ra ít hoặc là không có nguy cơ đối với dân số. Đối với những người dưới 40 tuổi thì lượng rượu được khuyến nghị mà mọi người có thể tiêu thụ trước khi họ chạm tới mức rủi ro về sức khỏe chỉ là 15 ml rượu vang hoặc là 50 ml bia. Tiến sĩ Emanuela Gacadu, là giáo sư khoa học đo lường sức khỏe tại Viện đo lường và đánh giá sức khỏe của Đại học Washington cho biết: Thông điệp của chúng tôi rất là đơn giản, người trẻ tuổi không nên uống rượu, nhưng người lớn tuổi có thể có lợi khi uống một lượng nhỏ. Hiện nay, thì Canada được xếp hạng thứ 44 trên thế giới về tiêu thụ rượu dựa trên báo cáo của năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới và tỷ lệ uống rượu bình quân đầu người của Canada cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Vụ nổ súng thứ ba trong vòng 15 ngày ở Montreal North đã khiến một cậu thiếu niên phải nhập viện vào đầu ngày thứ ba. Ngay sau nửa đêm, tiếng súng đã được báo cáo trên đại lộ Mát gần giao lộ của phố Pascal, các nhân viên cấp cứu đã phát hiện một cậu bé 17 tuổi chảy nhiều máu do bị thương ở cả phần thân trên và thân dưới. Theo cảnh sát, nạn nhân đã bị trúng một hoặc nhiều viên đạn từ một chiếc xe đang di chuyển. Anh ta đã tỉnh táo khi được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tại hiện trường vụ nổ súng, cảnh sát tìm thấy nhiều vỏ đạn trên mặt đất và các lỗ đạn trên một chiếc xe hơi đang đậu. Hiện cảnh sát chưa biết tình tiết dẫn đến vụ nổ súng. Cảnh sát đã nói chuyện với các nhân chứng và một vành đai đã được thiết lập để bảo vệ hiện trường vụ án và hỗ trợ điều tra. Vào thứ tư tuần trước, một người đã bị thương sau khi một kẻ xả súng ngồi trên xe hơi đã lái qua và nổ súng vào một nhóm người đang tụ tập tại giao lộ của đại lộ Roland và phố Pascal. Và 6 ngày trước đó, vào ngày 7 tháng 7, các vụ nổ súng đã được báo cáo tại ngã tư đường Lapierre và Pascal, không có thương tích nào được báo cáo. Người đàn ông ở Nova Scotia bị buộc tội bán cần sa cho trẻ em 12 và 13 tuổi từ căn hộ của mình. Một người đàn ông ở tỉnh Nova Scotia đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi lệnh khám xét của RCMP ở Eskasoni đã tìm thấy cần sa, các bình chứa nicotine và vũ khí. Theo cảnh sát RCMP, cuộc điều tra được thúc đẩy bởi một đơn khiếu nại rằng hai đứa trẻ 12 tuổi và một đứa trẻ 13 tuổi đã mua cần sa từ một căn hộ. Hai ngày sau, vào ngày 13 tháng 7, một lệnh khám xét được tiến hành tại căn hộ ở Escasoni và một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt. Wilfred Michael Cremo, 36 tuổi, đã bị buộc tội, các tội như sở hữu vì mục đích buôn bán vũ khí, sở hữu súng bị cấm có đạn, bán cần sa cho người dưới 18 tuổi và nhiều tội danh khác. Bộ Y tế Canada thu hồi hơn 10 triệu gói thuốc lá vì lo ngại nguy cơ hỏa hoạn. Bộ Y tế Canada đang thu hồi hơn 10 triệu gói thuốc lá do lo ngại về nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Và thứ hai, cơ quan y tế của Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với các loại thuốc lá cỡ thường có tên sản phẩm là Players, Players Smooth và Players Original được bán trong các gói 20 và 25 điếu. Bộ Y tế Canada khuyên những người hút thuốc ngay lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm bị thu hồi này và liên hệ với Imperial Tobacco Canada Limited Cơ quan Y tế Canada cho biết các sản phẩm bị thu hồi không đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động vì chúng phải cháy hết chiều dài, không được quá 25% số lần. Bộ Y tế Canada cũng cho biết trong một thông cáo thu hồi rằng thuốc lá không đáp ứng các yêu cầu sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ. Thuốc lá rơi vào đồ nội thất hoặc các sản phẩm từ vải khác có thể gây ra hỏa hoạn. Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết 10 triệu 146.446 gói sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ở Canada Tính đến ngày 12 tháng 7 chưa có báo cáo về thương tích nào ở Canada. Người Canada đầu tiên giành chiến thắng Tour de France danh giá kể từ năm 1988. Hugo Hou đã chỉ tay lên trời khi mà anh vượt qua và tích bỏ qua các đối thủ trong cuộc thi chặng 16 của giải đạp xe Tour de France. Sau khi kết thúc chặng đường đồi núi dài 178,5 km, qua dãy núi Pyrenees từ Carcassonne đến Foa trong 4 giờ 23 phút 47 giây. Cán đích trước Valentin Madouas của Pháp 1 phút 10 giây và người cùng đội đua là Michael Woods từ Ottawa. Anh Hua đã giành chiến thắng lịch sử này cho người em trai quá cố. Được biết, Pierre Hu đã qua đời vào tháng 12 năm 2012 khi bị một người lái xe say rượu đâm phải khi đang chạy bộ. Anh ấy lúc ấy mới 19 tuổi sau khi hoàn thành cuộc đua, anh hua chia sẻ, tôi đã có một ước mơ đó là giành chiến thắng cho người em trai đã chết khi tôi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. hôm nay chiến thắng đó là dành cho cậu ấy. tôi đã nỗ lực 10, 12 năm và hôm nay tôi đã giành được chiến thắng cho cậu ấy. thật không thể tin được, tôi không biết phải nói gì cả nhưng mà tôi thấy hạnh phúc quá. thành tích này cũng là một dấu mốc cho Canada vì anh hua là người Canada đầu tiên về nhất trong chặng đua của Tour de France sau 34 năm. Đây là lần thứ hai anh Hua được lên bục nhận thưởng tại cuộc đua Tour de France năm nay. Anh ấy đã về thứ ba trong chặng 13 vào ngày thứ sáu. Tour de France có tổng cộng 21 chặng. Một cậu bé 4 tuổi đã tử vong sau khi Sao góp bị lật ở Peterborough, tỉnh Ontario. Một cậu bé 4 tuổi đã tử vong trong bệnh viện sau khi bị chấn thương nguy kịch vì một chiếc xe golf bị lật ở gần Peterborough, Ontario vào ngày Chủ nhật. Cảnh sát tỉnh Ontario của khu vực thành phố Peterborough đã được gọi để điều tra một vụ va chạm liên quan đến một chiếc xe golf gần sân golf Belmere Winds vào khoảng 12 giờ 20 phút tối ngày 17 tháng 7. Cảnh sát cho biết một chiếc xe golf với 6 hành khách đang đi trên Villers Line thì bị lật một cậu bé đã được vận chuyển bằng máy bay đến trung tâm chấn thương khu vực Toronto với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng và một phụ nữ đã được vận chuyển đến bệnh viện địa phương với những vết thương nhẹ. Vào sáng thứ Ba, cảnh sát cho biết cậu bé 4 tuổi đã qua đời do các vết thương. Nguyên nhân của vụ lật xe vẫn đang được điều tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo ngay kế bên để được thông báo những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Khán giả thương tiếc trước tin ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga qua đời. Những con sóng lớn đánh tan căn hộ hai tầng ở Hawaii khi khối sóng khổng lồ cuộn vào. Đợt nắng nóng kỷ lục đang thiêu đốt Tây Âu. Chiến tranh ở Ukraine, Nga lên kế hoạch thông tính đất Ukraine, Mỹ cho biết. Ông Putin đi Iran trong chuyến công du quốc tế hiếm hoi. Đức đang lo lắng về việc phân phối khí đốt khi nguồn cung từ Nga ngừng hoạt động. Bị nhiễm Covid-19 làm tăng dấu hiệu bệnh tiểu đường. Phiên tòa cho thương vụ 44 tỷ đô la giữa Twitter và ông Musk sẽ bắt đầu vào tháng 10 sau khi ông Musk thất bại trong nỗ lực trì hoãn. FBI cho biết các ứng dụng tiền điện tử giả đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 42 triệu đô la. Google sẽ đối mặt với phiên tòa yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la tại Vương quốc Anh. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. khán giả thương tiếc trước tin ông Tô Văn Lai là người sáng lập trung tâm Thúy Nga qua đời. Ông Tô Văn Lai là người sáng lập trung tâm Thúy Nga vừa qua đời vào ngày 19 tháng 7 sau thời gian đau yếu. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ lòng thương tiếc sau khi bà Tô Ngọc Thủy là con gái của ông Tô Văn Lai thông báo tin buồn trên Facebook cá nhân. Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ, bác Tô Văn Lai đã ra đi rất thanh thản, bác không còn phải chịu đau đớn nữa nữ ca sĩ viết trên facebook của mình con thương bác quá khi cả mấy tháng nay bác phải chịu đau nhiều lắm rồi thương các anh chị con cháu và gia đình bác luôn luôn bên bác mỗi ngày nhìn bác đau mà không biết phải làm sao con xin tạm biệt bác nhạc sĩ lê xuân tường nói ông người sáng lập trung tâm thúy nga nói chung trong việc đưa lịch sử vào trong âm nhạc Điều này sẽ giúp cho lớp trẻ tại hải ngoại có thêm nhiều cơ hội để hiểu biết về lịch sử nước nhà. Ông với hơn 40 năm qua, với tâm huyết nhằm gìn giữ nét đẹp nghệ thuật của văn nghệ Việt Nam, một thời gian hầu như cả trái tim và bộ óc của ông lúc nào cũng chỉ là nhạc, là sân khấu, là niềm đam mê bất tật. Ước nguyện trong tim của ông là đóng góp cho nền âm nhạc của người Việt Nam tha hương không bị mai một nơi xứ người. Sinh năm 1937, ông Tô Văn Lai cùng với phu nhân là bà Thúy sáng lập thương hiệu Thúy Nga tại Sài Gòn năm 1972. Trang web của Thúy Nga cho biết, sau năm 1975, ông Lai và bà Thúy đã may mắn đến được Paris mang theo tất cả băng đĩa mà họ có, cùng với đó là ký ức của mảnh đất quê hương. Chương trình video âm nhạc Paris by Night số đầu tiên được sản xuất tại Paris năm 1983. Các chương trình Paris by Night đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng người Việt trong và ngoài Việt Nam. Cho đến nay, Thúy Nga vẫn được điều hành bởi chính gia đình sáng lập khi bà Tô Ngọc Thủy cùng với chồng tiếp tục dẫn dắt trung tâm. Những con sóng lớn đánh tan căn hộ hai tầng ở Hawaii khi khối sóng khổng lồ cuộn vào đảo lớn của hawaii đang bị vùi dập bởi những cơn sóng phía nam khổng lồ video lan truyền từ hôm thứ bảy đã ghi lại những làn sóng khổng lồ dễ dàng quét sạch một tòa nhà chung cư hai tầng khi những người xem quay phim từ bãi đầu xe ở phía bên kia theo hawaii news now cư dân Isabella Sloan đã quay được đoạn clip tại một khu phát triển nhà ở ven biển ở Kiao Hau. Các căn hộ nằm trên con đường của tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn và hư hỏng rất nặng. Rất may mọi người đều an toàn. Hiện tình trạng vẫn còn nguy hiểm. Các nhà dự báo cho biết, con sóng cao đạt đỉnh từ 18 đến 24 feet vào Chủ nhật, nhưng vẫn có thể đạt 15 đến 20 feet vào thứ hai. Văn phòng Honolulu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã đăng trên Twitter vào hôm Chủ nhật rằng một đợt sạt lở rất lớn ở phía nam sẽ tạo ra sóng vỡ nguy hiểm và ngập úng cục bộ một số khu vực trũng thấp của các bờ biển hướng về phía nam của tất cả các hòn đảo vào thứ hai. Nhà khí tượng học Malika Dudley đã chia sẻ video lên Twitter cho thấy những con sóng xuyên thủng một bức tường trắng và theo đúng nghĩa đen và làm đổ vỡ một đám cưới ở Kona. Nhưng những vị khách địa phương đó cũng muốn cho mọi người biết rằng đám cưới vẫn diễn ra rất đẹp, không ai bị thương. Ông Dudley cho biết. Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm Tây Âu và các nhân viên cứu hỏa phải đối mặt với những ngọn lửa mới bùng phát khi phần lớn Tây Âu đang bị thiêu đốt trong một đợt nắng nóng gay gắt. Vương quốc Anh, thường trải nghiệm khí hậu ôn hòa, lần đầu tiên chứng kiến nhiệt độ hơn 40 độ C, tức là 104 độ F. Đức đã chứng kiến ngày nóng nhất trong năm cho đến nay, trong khi ở Bồ Đào Nha báo cáo số người tử vong sau những ngày nắng nóng gia tăng. Những đám cháy rừng chết người đã quét qua lục địa này. Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc (WMO) cảnh báo điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến. Các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn do sự thay đổi của khí hậu do con người gây ra. Trong tương lai, những loại sóng nhiệt này sẽ trở nên bình thường và chúng ta sẽ thấy những hiện tượng cực đoan thậm chí còn mạnh mẽ hơn, theo giám đốc WMO Peter Tala cho biết. Ngoài nhiệt độ kỷ lục ở Anh, một số dịch vụ cứu hỏa đã thông báo những đám cháy gia tăng. Một đám cháy lớn ở Wellington phía đông London khiến các ngôi nhà bốc cháy. Những người dân phải di tản, cho biết khoảng 8 ngôi nhà và có thể là một nhà thờ địa phương đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Trong khi một nhân viên cứu hỏa tại hiện trường mô tả đây là địa ngục tuyệt đối. Tại Pháp, 64 khu vực khác nhau đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào thứ hai. Mặc dù chưa đạt đến mức nhiệt độ cao nhất mọi thời đại đối với đất liền nước Pháp, nhưng phía tây nam của đất nước này đã trải qua trận cháy rừng lớn nhất trong hơn 30 năm. Kể từ ngày 12 tháng 7, hỏa hoạn đã nhấn chìm hơn 19.300 ha của vùng Geron trồng nho. Khoảng 34.000 người đã phải di tản khỏi nhà cửa của họ. Tại Bỉ thì một đám cháy bùng phát, tại cồn cát tại khu nghỉ mát Dahan của Bỉ, khiến một số phương tiện xe bị cháy, nhưng sau cái nóng gay gắt, cả nước hiện đang phải gồng mình chống chọi với những cơn dông bão có thể dẫn đến mưa 20 đến 30 mm ở một số khu vực. Theo báo Le Soir đưa tin, hôm thứ ba, Đức đã trải qua ngày nóng nhất của năm 2022. Dịch vụ thời tiết quốc gia ghi nhận 39,3 độ C vào lúc 16 giờ giờ địa phương ở phía tây thành phố Duisburg, trong khi đó, thì Hà Lan chứng kiến một trong những ngày nóng nhất kỷ lục vào thứ Ba với 39,5 độ C ở Maastricht. Các nhà dự báo cho biết, nhiệt độ ở Bồ Đào Nha đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, hơn 1.000 ca tử vong liên quan đến sóng nhiệt đã được ghi nhận kể từ tuần trước. Cháy rừng đã trở thành hậu quả chung của nhiệt độ khắc nghiệt này trên khắp châu Âu. Miền Trung và Tây Bắc Tây Ban Nha cũng bị tàn phá bởi cháy rừng. Dịch vụ giám sát Copernicus, một phần của chương trình quan sát trái đất của khối châu Âu, cho biết tổng lượng khí thải carbon từ các vụ cháy rừng từ tháng 6 đến tháng 7 là mức cao nhất được thấy ở Tây Ban Nha trong giai đoạn kể từ năm 2003. Ở Hy Lạp, thì một trận cháy rừng do gió giật đã hoành hành trên vùng núi Pentali, gần Athens. Nó đã làm hư hại nhiều ngôi nhà và khiến chính quyền địa phương phải di tản ít nhất 4 khu vực và một bệnh viện các nhà dự báo ở Ý đang cảnh báo nhiệt độ cao tới 40 đến 42 độ C trong khoảng thời gian từ thứ tư đến thứ sáu. Một số vụ cháy rừng đã được báo cáo ở nước này và đám cháy bùng phát vào tối thứ hai ở Tuscany vẫn hoành hành vào chiều thứ ba. Trong diễn biến chiến tranh ở Ukraine, Nga đang lên kế hoạch thông tính đất Ukraine, Mỹ cho biết. Nga có kế hoạch sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng một vở kịch tương tự để tiếp quản Crimea, Mỹ nói. Trích dẫn thông tin tình báo Mỹ, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John Kirby cho biết, Nga đang đặt nền móng cho việc thông tính. Các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo về việc gia nhập Nga ngay từ tháng 9, ông nói. Nga sắp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý được nhiều người coi là bất hợp pháp. Ông Kirby nói với các phóng viên rằng Chúng tôi muốn làm rõ điều đó với người dân Mỹ, không ai bị lừa bởi nó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phủi bụi từ vở kịch từ năm 2014. Ông cáo buộc Nga đã cài đặt các quan chức thân Nga bất hợp pháp để điều hành các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine với mục đích tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga. Ông Kirby nói, kết quả của các cuộc bỏ phiếu sẽ được Nga sử dụng để cố gắng tuyên bố sáp nhập lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Nga đã bố trí các quan chức địa phương và khu vực của riêng mình tại các khu vực của Ukraine mà họ đã chiếm đóng. Ông Kirby cho biết ông đang vạch trần các kế hoạch của Nga để thế giới biết rằng bất kỳ cuộc thông tính có mục đích nào đều được tính toán trước và bất hợp pháp, đồng thời hứa sẽ có phản ứng nhanh chóng từ Mỹ và các đồng minh. Các khu vực được nhắm mục tiêu để thông tính bao gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk, ông nói. Trong khi đó, ông Putin đi Iran trong chuyến công du quốc tế hiếm hoi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đi thăm Iran vào hôm thứ Ba trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi ông tiến hành chiến lược Ukraine hồi tháng 2. Ông Putin sẽ gặp lãnh đạo tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Suốt ngũ cốc, Syria và Ukraine sẽ là chủ đề được thảo luận tại Tehran, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Nhà lãnh đạo Nga đã hạn chế các chuyến thăm quốc tế đến các nước thuộc Liên Xô cũ kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine. Vào tháng 6, ông Putin đã làm công việc du lịch quốc tế đầu tiên từ tháng 2 khi ông đến Tajikistan và Turkmenistan, đều là thành viên cũ của Liên Xô, hiện các nhà quản lý độc quyền và đồng minh của Nga lãnh đạo. Chuyến thăm hôm thứ Ba sẽ mang đến cho ông Putin cơ hội làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Iran, một trong số ít đồng minh quốc tế còn lại của Moscow, và cũng giống Nga đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế. Chuyến đi diễn ra sau khi các quan chức Hoa Kỳ hồi tuần trước cáo buộc rằng Tehran đang có kế hoạch cung cấp cho Moscow hàng trăm thiết bị bay không người lái drone để dùng cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Hôm thứ Ba, Tập đoàn Năng lượng Khổng lồ Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận phát triển mới trị giá 40 triệu đô la, tức là 33 triệu bản Anh, với công ty dầu khí quốc doanh của Iran thổ nhĩ kỳ và nga đã ủng hộ các phe đối lập trong cuộc nội chiến syria và đang tìm cách giảm bớt bạo lực trong những tháng gần đây nhưng cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới ở miền bắc syria chống lại các tay súng người kurd được hoa kỳ hậu thuẫn một động thái mà cả iran và nga đều phản đối hoạt động này là một phần trong kế hoạch của ông erdogan nhằm tạo ra một khu vực an toàn dài 30 km dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Khối châu Âu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Nga để cho phép thương mại lương thực. Liên minh châu Âu sẽ sửa đổi các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vào thứ Tư bằng cách cho phép mở một số quỹ của các ngân hàng hàng đầu của Nga có thể được yêu cầu để giảm bớt tắc nghẽn trong thương mại thực phẩm và phân bón toàn cầu, một tài liệu dự thảo cho thấy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Phi chỉ trích tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với thương mại, vốn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt chủ yếu do Nga xâm lược Ukraine và phong tỏa các cảng ở Biển Đen. Theo quy định đã thay đổi, dự kiến sẽ được các đặc phái viên khối châu Âu thông qua vào thứ Tư các quốc gia châu Âu sẽ có thể đưa ra các nguồn lực kinh tế bị phong tỏa trước đây thuộc sở hữu của các công ty cho vay hàng đầu của Nga. Theo các lệnh trừng phạt mới sẽ được thông qua vào thứ tư, Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga cũng sẽ bị đóng băng tài sản của mình ngoại trừ các nguồn lực cần thiết cho thương mại thực phẩm. Khối châu Âu cũng có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm từ các cảng của Nga nơi các thương nhân đã ngừng phục vụ sau các lệnh trừng phạt của khối châu Âu bất chấp các biện pháp miễn trừ xuất khẩu thực phẩm rõ ràng. Khối châu Âu cho đến nay vẫn phủ nhận các lệnh trừng phạt của họ đã ảnh hưởng đến thương mại lương thực. Đức đang lo lắng về việc phân phối khí đốt khi nguồn cung từ Nga ngừng hoạt động. Người Đức đang lo lắng về mùa đông sắp tới, ngay cả khi châu Âu đổ mồ hôi trong nhiệt độ kỷ lục. Trong bối cảnh không chắc chắn liệu Nga có hoàn toàn ngừng cung cấp khí đốt hay không các nguồn tin ở Moscow nói với hãng tin Reuters vào hôm thứ Ba rằng Nord Stream 1 dự kiến sẽ hoạt động trở lại đúng thời hạn, mặc dù công suất của đường ống này thấp hơn. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không bật vòi trở lại vào cuối thời gian bảo trì vào thứ Năm này, thì điều đó sẽ gây căng thẳng đặc biệt cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, Đức sẽ phải cắt giảm gần 30% hoặc là 20% nếu Đức này cố gắng hoàn thành hai bến LNG, tức là khí đốt tự nhiên hóa lỏng, nổi, ở các cảng Wilhelmshaven và Brunsbüttel trên biển Bắc vào đầu năm tới. Một cuộc khảo sát của đài truyền hình công cộng ZDF được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy công chúng Đức vẫn ủng hộ mạnh mẽ sự ủng hộ chính trị của chính phủ đối với Ukraine. 70% số người được hỏi cho biết Họ sẽ đứng về phía đất nước trước sự tấn công từ nước láng giềng phía đông bất chấp giá năng lượng gia tăng. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát riêng biệt của nhà thăm dò ý kiến Forsa cho thấy, mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ gia tăng đều đặn khi chiến tranh bắt đầu không còn trong tâm trí của mọi người. Tính đến tuần trước thì 58% người được hỏi xác định tình trạng thiếu hụt là vấn đề quan trọng nhất trong ngày, trong khi 70% cho rằng xung đột quân sự ở Ukraine theo kế hoạch hiện tại thì các hộ gia đình cùng với các khách hàng được bảo vệ như là nhà chăm sóc hoặc là bệnh viện sẽ được bảo vệ. Còn ngành công nghiệp của Đức chiếm khoảng 1 phần 3 lượng khí đốt của cả nước sẽ phải chịu gánh nặng của việc cắt giảm khí đốt. Chính phủ Đức có thể sẽ phải cung cấp thêm các khoản trợ cấp chi phí sinh hoạt. Theo Steffi Lamp, là Bộ trưởng Bảo vệ Người tiêu dùng, gần đây đã đề xuất tạm thời cấm các công ty gas và điện cắt những khách hàng mà không có khả năng thanh toán hóa đơn của họ. Giá dầu tăng 1% do nguồn cung thắt chặt làm tăng lo lắng về kinh tế. Giá dầu tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong 2 tuần trong giao dịch bất ổn vào thứ ba khi thị trường tập trung nhiều hơn vào nguồn cung thắt chặt và đồng đô la yếu hơn. Lo ngại suy giảm kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu. Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,08 đô la Mỹ, tương đương 1% lên mức 107,35 đô la Mỹ một thùng. Còn dầu WTI của Hoa Kỳ thì tăng 1,53 đô la Mỹ, tương đương 1,55%, lên mức 104,13 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Brent đang trên đà đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4 tháng 7 và dầu thô WTI thì cho mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8 tháng 7. Giá dầu tăng đột biến được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhưng bị áp lực bởi các nỗ lực của Ngân hàng Trung ương toàn cầu nhằm kiềm chế lạm phát làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc suy thoái tiềm ẩn có thể cắt giảm nhu cầu năng lượng. Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với rổ tiền tệ khác, thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ bằng cách làm cho nó ít đắt hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Hoạt động xây dựng nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Tại Trung Quốc, Chứng khoán đóng cửa ở mức giảm do các nhà đầu tư nước ngoài bán phá giá nhiều nhất trong hơn một tháng. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng, bất kỳ hành động nào của Nga nhằm ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu sẽ gây ra sự suy giảm kinh tế ở một số quốc gia. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, bị nhiễm COVID-19 làm tăng dấu hiệu bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu lớn ở Vương quốc Anh, những người mà đã nhiễm COVID-19 có nguy cơ cao bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và tim mạch trong nhiều tuần sau khi nhiễm trùng. Nguy cơ mắc các vấn đề về tim và tuần hoàn, chẳng hạn như là nhịp tim không đều và cục máu đông trên phổi, ở bệnh nhân COVID-19 cao hơn gần 6 lần so với những người không bị nhiễm ở cùng độ tuổi và giới tính và cao hơn 80% đối với bệnh tiểu đường trong tháng sau khi nhiễm bệnh. Theo phân tích Nguy cơ cao của các tình trạng tim mạch đã giảm trở lại bình thường sau 7 tuần sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng đối với bệnh tiểu đường, phải mất gần 6 tháng để trở lại mức ban đầu. Mặc dù chưa rõ lý do, các nhà nghiên cứu tin rằng các bác sĩ nên cảnh giác với bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch khi bệnh nhân mắc Covid-19, đồng thời nhắc nhở họ rằng thay đổi lối sống đơn giản có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thêm. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí PLoS Medicine. Tiến sĩ Riley tại Diabetes UK cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể gây ra các trường hợp mắc bệnh tiểu đường mới ở một số người. Với nghiên cứu mới nhất đã làm sáng tỏ nguy cơ có thể xảy ra khi nào và bao lâu. Viên tòa cho thương vụ 44 tỷ đô la giữa Twitter và ông Musk sẽ bắt đầu vào tháng 10 sau khi ông Musk thất bại trong nỗ lực trì hoãn. Hôm thứ Ba, Đại pháp quan Catherine McCormick của Tòa án Delaware đã ra phán quyết ủng hộ Twitter cho một phiên tòa khẩn cấp nhằm buộc ông Elon Musk mua lại công ty trị giá 44 tỷ đô la. Phiên tòa kéo dài 5 ngày sẽ diễn ra vào tháng 10. Trong phiên điều trần, luật sư của Twitter là ông Bill Savitz của Watchtower Lipton Rosen Cards đã lập luận rằng, Yêu cầu của Twitter về một phiên tòa vào tháng 9 là phù hợp với lịch trình của các vụ việc tương tự trong quá khứ. Ông nói thêm rằng, một lịch trình phiên tòa là bắt buộc để ngăn chặn tác hại đang diễn ra mà Twitter đã phải trải qua do sự không chắc chắn về việc kết thúc thỏa thuận và bị ông Musk cáo buộc là miệt thị. Luật sư của Twitter cũng cáo buộc những nỗ lực của ông Musk nhằm trì hoãn phiên tòa có thể là một âm mưu làm hết giờ bằng cách để lại ít thời gian cho việc kháng cáo trước khi các cam kết nợ mà ông ta đưa ra để tài trợ cho thỏa thuận hết hạn. Còn luật sư của ông Musk là Andrew Rossman của Queen Emanuel lập luận rằng Thời gian được xử lý nhanh là quá khó để nhóm của ông ấy xem xét kho dữ liệu khổng lồ trên Twitter mà ông Musk muốn xem xét để xác minh tỷ lệ phần trăm tài khoản spam trên nền tảng này. Luật sư của ông Musk Rossman buộc tội rằng Twitter muốn tiếp tục giữ bí mật con số đó và đã không cung cấp thông tin mà ông Musk yêu cầu về công ty trước đó. Nhưng luật sư của Twitter thì nói rằng Việc xác định tỷ lệ phần trăm tài khoản spam là không cần thiết trong trường hợp này vì không có gì trong thỏa thuận sáp nhập làm sáng tỏ câu hỏi đó. Ông Musk và các luật sư của mình sau đó đã yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu xét xử nhanh của Twitter. Thay vào đó, tỷ phú và các luật sư của ông muốn một phiên tòa diễn ra vào năm sau. Cơ quan FBI cho biết các ứng dụng tiền điện tử giả đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 42 triệu đô la FBI gần đây đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo, đã lừa đảo 244 nạn nhân trong tổng số khoảng 42,7 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2021. FBI đã xác định một trường hợp trong đó các cá nhân hoạt động dưới tên công ty Zipit đã lừa đảo nạn nhân 5,5 triệu đô la và một trường hợp khác trong đó các cá nhân giả danh một tổ chức tài chính không tên nhưng hợp pháp của Hoa Kỳ đã lừa đảo các nhà đầu tư lên đến số tiền 3,7 triệu đô la. Tội phạm mạng gibit đã thuyết phục người dùng tải xuống ứng dụng gibit và gửi tiền điện tử. Sau những khoản tiền gửi này, 17 nạn nhân đã nhận được một email cho biết họ phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình trước khi rút tiền. Bốn nạn nhân đã không thể rút tiền. FBI cho biết một ứng dụng khác có tên là Subayo hoặc là Supay đã yêu cầu gửi tiền và sau đó đóng băng tiền của một người dùng sau khi cho anh ta biết yêu cầu số dư tối thiểu là 900.000 đô la. Hơn 99% thế hệ Z và 98% thế hệ Millennials sử dụng các ứng dụng ngân hàng di động thường xuyên và FBI khuyến khích các nhà đầu tư và tổ chức tài chính cảnh giác với các yêu cầu tải xuống ứng dụng đầu tư không mong muốn. Văn phòng khuyến nghị xác minh xem ứng dụng và công ty có hợp pháp hay không trước khi cung cấp cho họ bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào. Google sẽ đối mặt với phiên tòa yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la tại Vương quốc Anh. Google phải đối mặt với một phiên tòa xét xử ở London về yêu cầu bồi thường thiệt hại ước tính khoảng 920 triệu bảng Anh, tức là 1,1 tỷ đô la Mỹ, sau khi một tòa án cho phép một vụ kiện cáo buộc gã khổng lồ công nghệ thuộc sở hữu của Alphabet đã tính phí quá cao đối với 19,5 triệu khách hàng khi mua hàng trên cửa hàng ứng dụng. Vụ kiện tập thể được chứng nhận bởi tòa án kháng cáo cạnh tranh vào thứ hai, cáo buộc Google đã lạm dụng vị trí thống trị của mình bằng cách tính phí hoa hồng lên đến 30% trên các ứng dụng phổ biến trên cửa hàng Play của họ, bao gồm Roblox, Candy Crush, Sega và Tinder kể từ tháng 10 năm 2015. Các cơ quan quản lý, đối thủ và người tiêu dùng đang cố gắng kiềm chế Big Tech để đơn kiện trên toàn cầu chống lại Google và đối thủ Apple về hành vi chống cạnh tranh bị cáo buộc. Riêng Liên minh châu Âu đã phạt Google hơn 8 tỷ euro, tức là 8,2 tỷ đô la Mỹ trong những năm gần đây vì các hành vi chống lại lòng tin vụ kiện mới nhất của anh đối với Google dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trước năm 2024. Do Lisco, một cựu quản lý chính sách kỹ thuật số tại dịch vụ tư vấn công dân phi lợi nhuận đưa ra, cô đang được tư vấn bởi công ty luật Horsfeld. Cô Cole cáo buộc trong vụ kiện rằng hoa hồng trên cửa hàng Play là bất hợp pháp và không chính đáng, vi phạm luật cạnh tranh của châu Âu và Vương quốc Anh, Đồng thời, Google đang lạm dụng vị trí thống trị của mình để gây thiệt hại cho người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng Android của Anh. Google đã tạo ra 11,2 tỷ đô la doanh thu từ cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình vào năm 2019. Một hồ sơ tòa án chưa được niêm phong vào năm ngoái cho thấy. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Vào cuối ngày giao dịch, 1 Canada bằng 0,7750 đô la Mỹ và bằng 0,7569 đồng euro. 1 Canada bằng 18.190 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ thì bằng 23.420 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 104,20 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 106,90 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.710,38 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 20 tháng 7 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống. Và tư vấn di dân di trú thì được đăng trên kênh mới của chúng tôi, đó là kênh Coming to Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.